Chào bà Lan, thế nào cả nhà? Hôm nay là em sẽ là tổ chức xả hàng luôn nha các chị. Những cái mẫu này thì hôm nay hàng nó hơi ít, nên là nếu mà chị nào mà thích mẫu nào và các chị nhớ tranh thủ lên đơn sớm nha. Có thể là hàng lẻ size hoặc là hàng còn vài cái thôi, một cái hai cái gì thôi. Và hôm nay em sale cho mình là sale không lợi nhuận nha cả nhà. Rồi chia sẻ like dùm em đi nào cả nhà ơi. Hôm nay là em sẽ là chị chốt đơn cho chị nào có chia sẻ like thôi. Tại vì sản phẩm là lỗ vốn nha cả nhà ơi. Lời có lời được chia sẻ à. Rồi mẫu đầu tiên ha, để em lên trước cho mình là cái 1360 này đi. 1360 này thì em còn có hai size thôi. Đó là size M với size L thôi nha cả nhà. Hai size cuối cùng, đợi em xíu nha, em báo giá cho mình luôn. 1360. 1360. Chốt luôn cho mình nha. 1360 em xả hàng luôn 159.000 mẫu này đi. 159.000 luôn 1360 nha, chia sẻ nha các chị ơi. Cái này chia sẻ like giúp em nha, hôm nay em còn ít lắm luôn á. Chị nào mà mình thích mẫu này thì các chị cứ đặt hàng luôn cho em ngay bây giờ. 159.000 báo giá luôn, xả luôn cho mình ngày hôm nay nha, 159k. Chị nào mình ưng ý mẫu này các chị lên đơn luôn cho em ngay bây giờ nè. Mã nè và kèm số điện thoại luôn em chịu hàng nè. 1360 nha cả nhà ơi, quá rẻ luôn các chị. Chốt luôn cho mình nha, 159.000 đồng. Vải vo này ha, có túi hai bên nè. À không, có túi một bên nha, phía sau là dây khóa kéo cho các chị. Đầm này em xả nhanh 159. 159k hai size thôi, xem M với xe L nha. Rồi 1360 chị Hải Biển nè. Em chào các chị mình mới vô, em thấy các chị đang có comment tương tác rồi nè. Đó, cả nhà nhớ chia sẻ like và comment nhiệt tình giúp em nha. Đầm em đang mặc xả luôn 159, còn đúng hai size, xe M với xe L. Hai size cuối cùng nha cả nhà, vải vo nè. Hai lớp luôn. Bây giờ nếu mà xe M, xe L này thì tầm 40kg, tầm 55kg mình mặc vừa nha. Hoặc có thể mình đo eo. Eo mình tầm khoảng là 74 hoặc 75 trở xuống vừa. Rồi em chào chị Phạm Nguyễn, em chào các chị mình mới vô nha. Đầm này em sale là 159. Cả nhà ơi, mới mở đầu live lên cái đầm von này tay lê vậy ha. Đó, tại vì một mình mẫu này có mỗi một mình mẫu này tay lê à. Em lên trước đầu live. Tí nữa có những cái mẫu mà 69k, 99k cho các chị xanh thoải mái luôn. Thì các chị cứ từ từ theo dõi nha. Giờ đầm em đang mặc, chị nào lấy mình lên đơn nè. 1360 nha, chốt giá 159. Chốt giá 159 nha. Giờ em lên tiếp tục cho mình một cái mẫu đầm với giá là 69k nha cả nhà. XL em hết rồi chị. Cái 1360 này còn đúng hai size thôi, đó là size M với size L thôi nên em xả hàng luôn á. Hai size này thì hai size nhỏ nên xả luôn giá rẻ 159 cho chị nào nhanh tay nha. Rồi bây giờ em qua thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo nè. Ơn mẫu nào thì các chị cứ lên đơn hàng cho em luôn nha, ngay lúc này em chịu hàng nè. Nhanh tay nha cả nhà ơi, mẫu tiếp theo. Mẫu đầm tiếp theo lên cho các chị mình đây. Đợi một chút xíu nha, rồi lên luôn 69k nè. Đầm 69k này em sale luôn cho các chị mình đây. Chờ em vài giây nha. Ai ưng mẫu nào thì các chị cứ lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ. Đây, 1316 nè, em chốt luôn 69k. Ôm body cổ độ nha cả nhà. Ôm body cổ độ rất là đẹp luôn nha. Chỉ còn có là 3 size cuối cùng. Đó là size M, size XL với lại size 2X. Em chốt luôn là 69k mẫu này nè. 69k mẫu này chị nào mình lấy đặt hàng sớm giùm em luôn ngay bây giờ nha, để em chịu hàng và chịu sai nè. 69k lỗ vốn nha cả nhà ơi. 69k mẫu này em sao lỗ nha. 1360 chị Ánh Trần, 1360 chị Phạm Hoài nè. Rồi đầm này của em thì 69.000 thôi. Chị nào lấy đặt hàng sớm giùm em 70kg cái đầm vừa nãy thì không còn sai rồi chị ơi. Em chỉ còn size nhỏ nha. Còn size nào em sẽ báo size đó luôn, mình yên tâm nha, em sẽ không có giấu đâu. Có cái nào là em báo để mà em bán. Em bán hết luôn để cho dọn kho mà cả nhà. Rồi bây giờ nè, đầm tiếp theo của em đây 1316 là 69k thôi. 1360 chị Hoa Lâm ok chị nè. Rồi các chị ơi, chị nào lấy đặt liền luôn nè. Đầm này còn 3 size nha, size M, size XL với lại size 2X. 3 size cuối cùng cho mình lựa chọn nè. Các chị ghi cho em mã này là 1316 nha. 1316 3 size cuối cùng M, XL với 2X. Vải nó có co giãn này là khi các chị mặc cũng thoải mái nha. Em chốt sale luôn trên line này cho cả nhà mình là 69k mẫu đầm này. 69k mẫu này nha cả nhà, lỗ vốn luôn, có chia sẻ là có đơn. Có chia sẻ là có đơn nha cả nhà, không chia sẻ em không chốt được giá này nha, thông cảm giúp em tại vì đây là giá lỗ rồi cả nhà ơi. Co giãn yên tâm cho em, vải này vải có co giãn bên trong, nó có lớp lót trung cô tông cho mình nữa nha. Đầm này em sale luôn trên line là 69.000. 69.000 đồng mẫu đầm này, chị nào ưng đặt luôn cho em nào, nhanh tay cả nhà ơi, tốc độ lên nha.
Tốc độ lên cả nhà ơi, 1316 và kèm số điện thoại 69.000. Có 69.000 đồng mẫu này à các chị ơi, giá rẻ rê. Giá rẻ rê luôn rồi cả nhà. Cái này là khỏi cần phải phân vân đánh đo suy nghĩ làm chi rồi ha các chị ha. Chị nào mình thích mẫu này các chị cứ lên đơn cho em là 1316 này và kèm số điện thoại 69.000 đồng mẫu em đang mặc trên người. Ưng mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ để em trừ hàng nha. Chia sẻ like chưa cả nhà, nếu chưa chia sẻ mình chia sẻ liền nha. Đầm này còn 3 size nha, size M, size XL với lại size 2X chốt luôn là 69.000. 69.000 mẫu này nha. Rồi tiếp tục nè, em chuyển thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo nha. Đầm maxi hả chị? Rồi đây em có duy nhất một mình mẫu này maxi nè, để mặc lên cho các chị xem thử nha. Rồi chờ em vài giây ạ. Maxi có một mẫu duy nhất luôn. Chị nào mình thích maxi mình đợi em một chút xíu nha. Mẫu đầm tiếp theo đây là DA1336. Đây cả nhà ơi, 1336 nè, maxi form này nó sẽ dài tới phần cổ chân của em luôn nè. Em cao là 1m62 thì mẫu này sẽ dài tới phần cổ chân như thế này nè. Có 4 size cho các chị mình lựa chọn luôn, M, L, XL với lại là 2X. Thì các chị trong tầm từ 40kg đến tầm hoặc là 65kg là mình mặc vừa. Ngày hôm nay nha, em chốt luôn cho mình mã 1336 này, chỉ có 229 thôi. 229.000 đồng mẫu đầm này, các chị ghi cho em 1336 và kèm số điện thoại cho em nha. 1336 và kèm số điện thoại chốt đơn luôn trên like giá 229.000 thôi. Form chỗ đẹp luôn, phía sau dây khóa kéo cho các chị mình nè. May một lớp nha, lụa mango là chỉ cần may một lớp, không cần may hai lớp đâu. Mặc mát rượi luôn, không hề mỏng vải nha, không hề bị xuyên thấu đâu nha cả nhà. Cái chất êm, mềm, mát và có co giãn cho các chị mình luôn. Rồi bây giờ chị nào mình lấy mẫu này, các chị đọc cho em là 1336 và kèm số điện thoại cho em nha. 1336 và kèm số điện thoại, em sale ngày hôm nay cho cả nhà mình chỉ có là 229.000 đồng. 229.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. Lên đơn ngay bây giờ em chịu hàng nha, đang sale luôn rồi ha cả nhà. 1336 vải này là lụa mango nha chị ơi. Vải lụa mango thì khi các chị mặc nó êm, mềm và mặc mát dễ chịu cho các chị mình nha. Đầm này em chốt luôn 229k. 229k mẫu đầm này. Chia sẻ like giúp em luôn nào, trên tường nhà và chia sẻ vào các hội nhóm giùm em. 1336 và kèm số điện thoại cho em. Hiện tại em có 4 size nha, M, L, XL với lại là 2X. Thì các chị trong tầm từ 40kg đến tầm hoặc là 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này, các chị cứ đặt hàng cho em là 1336 nè. Và kèm số điện thoại cho em luôn, chốt giá là 229k. Chất này mặc êm lắm nha cả nhà ơi, và có co giãn nhẹ cho các chị mình luôn. Từ 40kg nè, đến tầm hoặc là 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này thì các chị comment cho em luôn ngay bây giờ là mã hàng nè và kèm số điện thoại liền nha. Nhanh tay nào cả nhà ơi, 1336 DA1336 và kèm số điện thoại, chốt đơn liền trên like giá chỉ có 229.000 đồng nha. Mềm êm mặc mát co giãn nhẹ cho các chị luôn. Rồi nhanh nào cả nhà ơi, hết chương trình sale đợt này mình mua lại là 299k. Đặt ngay bây giờ chốt là 229 nha. Mã là 1336 nè. Váy nhung beo hôm trước còn không em? Dạ còn đó chị, nhung beo còn. Cái đầm mà có cái sợi dây đai đúng không ạ? Tí nữa em lên mẫu đó cho mình nha. Để tí nữa em kiếm cái mẫu đó ở đâu rồi tí nữa em like luôn cho mình. Rồi bây giờ ai lấy mẫu này các chị đặt cho em là 1336, sale giá là 229. 229.000 đồng mẫu đầm này. Nhanh nào cả nhà ơi, lên đơn hàng ngay lúc này cho em luôn để em trừ hàng trừ sai nha. 1336. 1336 và kèm số điện thoại 229. Rồi bây giờ em chuẩn bị qua mẫu khác rồi, còn chị nào mình ưng mẫu này nữa không ạ? Mình lên đơn hàng ngay lúc này cho em nha, để em trừ hàng trừ sai nè. 1336 giá sale ngày hôm nay là 229. 229.000 đồng nha cả nhà ơi, giá siêu rẻ luôn. Ai nhanh là còn, ai chậm là mất hàng nha cả nhà ơi. 1336 và kèm số điện thoại nè, 229.000. Rồi tiếp tục nha, em qua thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo. Đợi em vài giây nha cả nhà. Đợi em vài giây nha, em có thêm cho mình một cái sản phẩm tiếp theo nữa đây ạ. Mình nhớ chia sẻ like giúp em luôn nha, trên tường nhà cũng như là chia sẻ vào các hội nhóm giùm em nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ em có cho mình một cái mẫu đầm siêu phẩm nữa nè. Xả nhanh cho các chị mình luôn. Trời ơi cái chất nó đúng xịn sò luôn á nha cả nhà. Đợi em một chút xíu nha, em like cho mình xem thử nè. Rồi ai lấy mẫu nào thì các chị cứ đặt cho em luôn ngay bây giờ.
là mã hàng này với số điện thoại cho em luôn để em chừa hàng chừa sai. Đây, cả nhà ơi, lên cho mình cái siêu phẩm này 1351 nha các chị. 1351 đầm này em sẽ có cho mình là em có cho mình là một size cuối cùng thôi. Một size cuối cùng thôi nha cả nhà. Và mẫu này thì em sale xả luôn nha. 179.000. Và mặc dù chỉ còn size M nhưng các chị yên tâm cho em, độ co giãn nó có nhiều lắm. Đó, eo 80 trở xuống vẫn có thể mặc vừa luôn size M này nha cả nhà. Eo 80 trở xuống vẫn mặc vừa size M này luôn. Mã mình cứ ghi cho em 1351 nha. Chất co giãn rất tốt nha. Rồi chị nào mình lấy mẫu này, các chị đặt cho em nào 1351 ạ. Sale nhanh 179.000 đồng. Mẫu này đúng siêu phẩm luôn nha cả nhà. Chất đúng xịn luôn. Rồi túi thì một bên túi thiệt và một bên sẽ là túi giả cho mình. Túi thiệt này bao vừa điện thoại luôn nha các chị ha. Ai lấy mẫu này các chị đặt cho em nào 1351. 1351 và kèm số điện thoại cho em là sale luôn trên line này cho cả nhà với giá chỉ có là 179.000. Bình thường các chị xanh em đầm này phải là từ 349.000 trở lên. Bây giờ mình chốt có 179 thôi nha. Ở đây nút từng cái nút này là đính đá cho các chị mình hết nè. 1351 nha cả nhà. Lên đơn ngay lúc này em chịu hàng. Sale luôn trên line này với giá chỉ có là $179 thôi. 179k mẫu đầm này, chị nào ưng ý thì cứ lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ nha, để em chừa hàng chừa sai. Mã mình cứ ghi cho em là 1351 nha. 1351 và kèm số điện thoại nè. 1351 và kèm số điện thoại, chốt đơn liền trên line này cho cả nhà mình với giá chỉ có là 179. 179 nha, vải này có co giãn nhiều lắm luôn. Eo 80 trở xuống vẫn có thể mặc vừa mẫu này cho em đối với size M này nha cả nhà. Rồi, 1351. Chị nào mình thích mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em. Em chừa hàng và chừa size liền trên like cho cả nhà mình luôn. Nhanh nào cả nhà ơi, chia sẻ like giúp em luôn nha. Trên tường nè, chia sẻ vào các hội nhóm giùm em. Chia sẻ like giúp em luôn trên tường nhà và chia sẻ vào các hội nhóm giùm em. Mã này các chị ghi cho em là 1351 và kèm số điện thoại nè. 1351 và kèm số điện thoại, trước đơn luôn trên like, giá là 179.000. 179.000 đồng mẫu đầm này, mã 1351. Còn chị nào mình ưng thì cứ lên đơn hàng cho em luôn. Ngay bây giờ em chịu hàng chịu sai nha. 1351 và kèm số điện thoại 179.000. 179.000 đồng, độ co giãn rất nhiều, có thể lên tới tầm eo 80 vẫn vừa. Các chị cứ lên đơn đi rồi bên em chốt sale cho mình. Ở đây phía trước nó điểm nhấn hai cái túi này, đồng thời là nó sẽ giúp che bụng cho các chị mình luôn nha. Rồi, ai ưng mẫu này các chị đặt cho em luôn 1351 và kèm số điện thoại sale luôn với giá chỉ còn có là 179.000 mà thôi. Rồi tiếp tục nha, em quay thêm cho mình một mẫu đồng khác nữa nè. Ai lấy mẫu nào thì các chị cứ đặt hàng sớm giùm em là ngay bây giờ để em chừa hàng nha. Chia sẻ like giúp em luôn trên tường nhà và chia sẻ vào các hội nhóm giùm em nha cả nhà. Rồi, đợi em một chút xíu ha. Mẫu tiếp theo shop sale cho các chị mình ở đây là một cái mẫu đầm sơ mi nha. Đầm sơ mi em sale 99k thôi nè. Đầm sơ mi này shop chi ăn cho mình là 99k thôi nè. Cả nhà ơi chia sẻ like thì dùng em và mình đặt ngay bây giờ luôn nha. Rồi đợi em một chút xíu nha. Cái này nè cả nhà, em đang mặc cái này là 2X nên là các chị nhìn thấy nó to nha cả nhà. Em không còn size nhỏ để mặc rồi nên em phải mặc đỡ size 2X cho các chị nhìn đỡ form vậy đó. Rồi, mẫu này em chốt luôn cho nhà mình với giá chỉ có là 99k. 99k mẫu đầm này, chị nào lấy đặt hàng sớm giùm em. Ngay lúc này để em chừa hàng chừa size nha cả nhà ơi. 99k mẫu đầm này nha cả nhà. Chia sẻ giúp em nào cả nhà ơi, trên tường nhà và chia sẻ vào các hội nhóm giùm em. Đầm này em sale có 99.000 thôi à. Quá rẻ luôn nha. Rồi, nhanh nào cả nhà ơi. Ai đặt trước em ưu tiên chịu hàng cho chị đó trước luôn nha. Số lượng có hạn, chị nào nhanh là còn, chị nào chậm là hết hàng. Đầm này là 99k, size 2XL nè. E84, E85 chữ xuống vừa. E84 hoặc E85 chữ xuống mình mặc vừa mẫu đầm này cho em luôn nha cả nhà. Mã mình cứ ghi cho em là 1305. 1305 và kèm số điện thoại cho em nha. 1305 và kèm số điện thoại cho em luôn. Chốt sale liền trên line này cho cả nhà mình là giá chỉ có là 99k. Mã đầm này mã là 1305.
1351, ok chị Trần Lan Anh ạ. À, rồi có chị nào mình ưng mẫu này thì các chị cứ lên đơn cho em ngay bây giờ nha. Đầm này mã là 1305 và kèm số điện thoại cho em luôn. 1305 và kèm số điện thoại cho em luôn cả cả nhà ơi. Nhanh tay nha, lên đơn hàng sớm giùm em. Ngay lúc này nè, để em chuyển hàng cho các chị. Mã mình ghi là 1305 nha cả nhà. Có túi hai bên cho các chị mình luôn. Vải mềm chất mát và có co giãn nhẹ nha. Đầm này em sale luôn cho mình là 99k thôi. 99k mẫu này thôi nha cả nhà ơi. Tranh thủ lên đơn liền cho em luôn. Ngay lúc này em chuyển hàng nha, mã 1305. Hai đầm đã đi đơn chưa? À, chị Nguyễn Thủy ơi, mình để lại số điện thoại giúp em để em kiểm tra xem là đã đi đơn chưa nha. Rồi tí nữa mấy bạn báo cho mình. Chị Hương Hương 1305 99k này, chị ơi nhớ là chia sẻ like giúp em luôn nha. Rồi đầm này em sale chi ăn cho mình là 99k, sale không lợi nhuận luôn. Ai nhanh là còn, ai chậm là mất hàng nè. Mã này là mình ghi cho em là 1305 và kèm số điện thoại cho em luôn. 99k nha cả nhà. Ở đây em cam kết 62 nè, form đầm này già qua gối cho cái chị mình luôn. Và đầm này có túi cho mình hai bên nha cả nhà. Mình cứ ghi mã này là 1305 và kèm số điện thoại. Sale luôn trên like là 99k mẫu đầm này. 99k mẫu đầm em đang mặc trên người nha cả nhà ơi. Chị Đặng Huyền em có size, chị đầm này em có 4, à quên, cái này em còn đúng một size 2X nha, còn đúng một size 2X thôi, eo 84, eo 85 chịu xuống vừa. 99k mẫu đầm này vừa bán vừa tặng thôi cả nhà ơi, giá cực kỳ rẻ luôn nha. 99k mẫu đầm này, còn chị nào mình lấy nhanh tay nào cả nhà, lên đơn ngay bây giờ cho em luôn nha. Mã này là 1305, 99k nha. Rồi tiếp tục em qua thêm cho mình một mẫu đầm khác nữa đây. Mình nhớ chia sẻ like giúp em luôn nha. Chia sẻ like giúp em luôn trên tường nè. Và chia sẻ vào các hội nhóm giùm em nha. Đầm tiếp theo, để em lên thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo nha. Sale nhanh cho nhà mình ngày hôm nay luôn. Mẫu tiếp theo shop sẽ lên cho mình ở đây là đầm cổ vét nha. Rồi sale nhanh luôn nè. Mẫu này đủ hàng, đủ size nhưng mà giá sale sốc cho các chị mình đây. Đợi em xíu nha cả nhà. Đây này cả nhà ơi, mẫu đầm này của em với mã sản phẩm này là DA1376. Rồi đầm này em chốt luôn 169k mẫu này thôi nha cả nhà. 1376 chốt sale giá 169k nè. Chị nào mà mình ưng mẫu này các chị cứ lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ nè. DA1376 và kèm số điện thoại. 169k mẫu đầm này nha. Cổ vét nè, túi nè. Túi này là túi thiệt đựng vừa điện thoại luôn. Ở đây phối thêm cho mình 4 cái nút giả nha cả nhà nha. Cái này là không có cài, không có tháo ra được nha. Cái mình mặc là dây khóa kéo đằng sau nè. Cái nút này là chị, cái nút này là để tạo điểm nhấn nha cả nhà nha. Đầm này của em sẽ sale luôn cho mình ngày hôm nay là giá chỉ có là 169 thôi. 169k mẫu đầm này, có chị nào lấy đặt hàng sớm giùm em để em chừa hàng và chừa size liền trên like cho cả nhà mình nha. Mã mình cứ ghi cho em luôn, DA1376 và kèm số điện thoại nha cả nhà ơi. 1376 sale luôn trên like, giá chỉ có là 169k mẫu đầm này. Ưng mẫu này các chị lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ nè, làm mã nè và kèm số điện thoại chừa hàng luôn. 1376 và kèm số điện thoại cho em nha. 169.000 đồng, vải này poly 2 da co giãn rất là nhiều cho các chị mình luôn nha. Rồi mặt là che bụng tốt luôn. Ai ưng mẫu này các chị cứ lên đơn cho em 1376 nè. 1376 và kèm số điện thoại nha. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào thì các chị cứ đặt hàng sớm giùm em. Ngay bây giờ em chuyển hàng luôn. Mã này mình ghi là 1376 nha. 169, 1340 còn đó chị, để tí nữa em sẽ mặc mẫu đó cho mình xem luôn nha. Rồi còn chị nào mình ưng mẫu này các chị nhanh tay nào cả nhà, lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ nha. 1376 sale luôn là 169.000 đồng mẫu đầm này. Từ 40kg đến tầm hoặc là 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này thì cứ lên đơn hàng cho em là 1376 nha. Và kẹp số điện thoại luôn 169k nha. Rồi bây giờ để em lên 1340 nha. Đợi em xíu nha cả nhà nha. Chia sẻ like giúp em luôn nào trên tường nhà, và chia sẻ vào các hội nhóm giúp em ạ. Để em lên tiếp tục cho mình thêm một cái mẫu đầm mới nha. Rồi mẫu tiếp theo là DA1340. Ai ưng mẫu nào thì các chị nhớ nhanh tay mình lên đơn hàng liền cho em luôn nha. Ngay lúc này để em chừa hàng ạ. Rồi đầm tiếp theo lên cho mình đây.
1340. Chất bao đẹp luôn. Rồi đợi em vài giây nha. Chị nào mình thích mẫu nào cứ đặt hàng liền luôn giùm em nha cả nhà. Đây là mã 1340 nè cả nhà ơi. Đầm này em sẽ có cho mình là 4 size nha, M, L, XL với lại là 2X luôn. Thì các chị trong tầm từ 40kg đến 65kg là mình mặc vừa. Rồi ngày hôm nay nha, shop sẽ sale luôn trên line này cho cả nhà. Chị có giá là 169k mẫu đầm này, 169.000 thôi nha cả nhà ơi. Chị nào mà mình ưng mẫu này cứ lên đơn cho em luôn. Mã này là 1340. Đầm có túi hai bên, vải này là vải lụa mango mặc rất là êm mát, có co giãn nhẹ cho các chị mình luôn. Từ 40kg nè đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa nha. Rồi chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay nào cả nhà, lên đơn hàng ngay lúc này để em chịu hàng cho các chị nha. 1340 và kèm xin hải nè. Đầm màu đen. Đầm màu đen hả chị? Đầm màu đen mã là 1351 nha chị ơi. Cái đầm này đúng không chị? Cái đầm này 1351 hiện tại đang sale còn 179 nha chị. Đây, 1351 nè. Chị nào mình ưng mẫu này cứ lên đơn cho em. 1351 nha, 179.000. Đầm này co giãn nhiều, L72 đến co giãn đến L80 mặc vẫn vừa nha. Cả nhà cứ yên tâm cho em mẫu này. Rồi, chia sẻ like giúp em luôn nha. Trên tường nhà vào nhóm nè. Đầm này của em các chị ghi cho em là 1340 và kèm số điện thoại luôn. Ngày hôm nay shop sẽ sale luôn trên line này cho cả nhà. Chỉ còn có giá là 169.000 đồng. Đầm có túi hai bên cho các chị mình luôn nha. Chất mềm, mặt mát và co giãn cho các chị mình nè. Chị nào mình ưng mẫu này cứ lên đơn cho em là 1340 và kèm số điện thoại. 169.000 đồng nha cả nhà. Rồi chị nào mình đặt hàng mẫu này nhanh tay nào cả nhà ơi. Form là lên form chuẩn cho mình luôn. Em cao 1m62 nè. Đầm này mặc là dài qua gối như thế này nha. Độ co giãn có cho các chị mình nè, mặc thoải mái luôn. Chị nào mình thích mẫu này thì cứ lên đơn hàng sớm giùm em. Ngay bây giờ để em chịu hàng chịu size. Mã này là 1340. 1340 và kèm số điện thoại là 169k mẫu đầm này. 1340 kèm số điện thoại 169k. Còn ai lấy mẫu đầm này nữa không ạ? Lên đơn hàng sớm nha cả nhà. Đầm này treo bụng rất là tốt luôn. 40kg đến 65kg là mình mặc vừa nha. 1351 ok chị Lan Trần nè. Rồi đầm em đang mặc 1340 để chị Nguyễn Lan em chốt sale cho chị luôn nha. 169 thôi, 169k mẫu đầm này. Còn ai chưa đặt lên đơn sớm ngay bây giờ em chịu hàng luôn nha. Đầm này mặc lên gọn người và che bụng rất là tốt cả nhà ơi. Mặc không có lo bị lộ bụng đâu nha. 4 size cho các chị mình lựa chọn luôn ạ. M, L, XL với lại 2X. Chị nào mà mình thích mẫu nào thì cứ đặt hàng sớm giùm em. Ngay lúc này để em chừa hàng và chừa size liền trên like cho cả nhà mình nha. 1340 nè cả nhà, 169k. Rồi ok chị Ngọc Lan em chúc 1340 nè. Chị Ánh Tuyết 1340 sale cho chị nè. 169k mẫu đầm này. Có chị nào mình lấy mẫu này nè, nhanh tay nào cả nhà ơi. Lên đơn ngay lúc này luôn để em chừa hàng cho các chị nha. Ngày hôm nay em xả hàng toàn tập luôn. Có cái gì là em sale cái nấy hết cho các chị mình luôn ạ. Rồi còn ai ưng mẫu này nữa không ạ? Lên đơn hàng ngay bây giờ cho em là mã nè và kèm số điện thoại chiều hàng 1340 và kèm số điện thoại. Sale luôn trên line với giá chỉ có 169k mẫu đầm này nha cả nhà. Chị nào mình thích mẫu này cứ đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ. Rồi chị Cẩm Tú ok em chúc 1340 cho chị nào 169k. Còn chị nào mình lấy mẫu đầm này nữa không ạ? Mình đặt hàng ngay bây giờ để em chịu hàng luôn. Đầm có túi hai bên cho các chị mình luôn nha. Chất mềm êm và mặt mát luôn. Chị Thanh Mỹ 1340 ok chị luôn nha. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm cho mình một cái sản phẩm tiếp theo. Cả nhà đợi em một chút xíu ha. Ai thích mẫu nào thì cứ lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ nha. Mẫu tiếp theo lên xả hàng nha cả nhà, đợi em vài giây nhé. Mẫu tiếp theo shop lên xả hàng cho mình một bộ đầm vải lụa Nhật. Chất này đúng đẹp luôn cả nhà. Mà em có hai size à. Đây, 1328. Lụa Nhật là miễn chê nha cả nhà ơi. Thực sự luôn á. Cái lụa Nhật này là rất nhiều khách bên em là mê cái vải này luôn nè. Bản thân em là em cũng rất là thích cái vải này luôn á. Tại vì nó mát lạnh nè.
Nó mát lạnh là cả nhà ơi, mặc thoải mái, dễ chịu và co giãn nhiều. Đây phía đằng sau, phía đằng sau đây nha cả nhà ha. Rồi, phía trước nó xoắn nè, phần phía trước cổ lắm, xoắn phía trước này, xoắn phía trước ngực cho các chị mình đây. Chị nào thích kiến có thể đính chị lên cũng được. Đầm này á, có túi hai bên, chắc khỏi kẹp ha. Đầm này có túi hai bên cho các chị mình luôn. Rồi, bây giờ hiện tại cái 1328 này em còn cho mình hai size cuối cùng, đó là size M và size L. Rồi em sale xả luôn nha. 1328 chốt xả hàng cho các chị mình luôn. 1328 159.000 luôn ạ. À, em xả luôn 159.000 mẫu này nha. Có chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt luôn nha, 159.000. Quá rẻ luôn cả nhà ơi. Chị nào mà mình thích mẫu này đặt liền cho em nè. 159.000 đồng mẫu đầm này. Chia sẻ like giúp em luôn nha, trên tường nhà và chia sẻ vào các nhóm giúp em nè. 159.000. Giá siêu rẻ luôn, vậy là cực kỳ mát nha. Cái này em có màu nữa. Cái này thì em nói thiệt luôn, bao cho các chị mình luôn. Nhận được hàng là đảm bảo ưng ý liền. Vải không đẹp là em không lấy tiền. Vải không đẹp là em không lấy tiền các chị mình luôn á đó. Rồi ai ưng mẫu nào các chị lên đơn cho em nha. Cái này em có màu xanh là 1327 nha. Và cái màu nâu này là 1328 nè. Mát rượi luôn, co giãn. Sờ lên cái vạt vải này nó mướt mượt luôn nha cả nhà. Mát lạnh luôn. Rồi 1327 là màu xanh, còn 1328 là màu nâu, màu xanh này nó chỉ còn size M thôi. Còn lại cái màu nâu này nó sẽ còn cho mình là size M với size L, hai size cuối cùng. Rồi xả luôn là 159, cái này em xả lỗ luôn nha cả nhà. Chị nào mà mình ưng mẫu này thì các chị cứ đặt hàng sớm giùm em nào, ngay bây giờ em chịu hàng 159k mẫu đầm này nha cả nhà ơi. Nhớ là mình chia sẻ like giùm em và mình lên đơn hàng ngay lúc này cho em luôn nè cả nhà ơi. Hết ít alo chị ơi. Bây giờ không thì mình đau giúp phần em xem sao. Nếu như đầm này á size L thì co giãn rồi á, thì eo tầm khoảng là chưa co giãn là 74, co giãn rồi tầm khoảng 76-77 á chị. Eo 77 mặc cũng được mẫu này nha. Eo 77 mặc cũng được mẫu này luôn. Sale giá đồng giá là 159 xả nhanh, 159k bao cho mình là chất lượng nha cả nhà. Cái mẫu này không đẹp không lấy tiền luôn. 159.000, màu xanh 1327 và màu nâu là 1328 nha. Tổng em có hai màu, đồng giá 159k nè. Rồi các chị ơi chút nhanh nha cả nhà. Có co giãn cho cái chị mình nè. Đó, có co giãn luôn nên là em nói size L á là tầm eo 77 trở xuống vẫn vừa, thậm chí bao cho eo 78 cũng được nha. Rồi nhanh tay nào cả nhà ơi. Sơ mi. À, chị Nguyễn Thủy ơi, mình phải comment mã cơ, với lại mình nhớ chia sẻ like giúp em nha. 1328 chích mềm mịn mướt tay luôn á. Rồi em cảm ơn chị Nemimo rất là nhiều. Đó, có chị khách Nemimo đã là nhận hàng bên shop em, có comment nè cả nhà. Nếu mà các chị chưa mình ưng mẫu này rồi đang còn phân vân đắn đo suy nghĩ, các chị cứ tự tin đặt hàng nha, đảm bảo là hàng chất lượng luôn á. Cái đầm này vải này em rất là mê, lụa Nhật này hiếm lắm cả nhà, không phải lúc nào cũng có đâu. 159.000 thôi nha. 159.000 mẫu này, màu nâu 1328, vừa nãy em có màu xanh là 1327 đó. Tổng là có hai màu nha. Chị nào thích màu nào thì cứ lên đơn hàng cho em luôn. Ngay bây giờ em chịu hàng 159.000. 159.000 mẫu này nha. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm cho mình một cái sản phẩm khác cho các chị mình đây ạ. Chia sẻ like giúp em luôn nha. Chia sẻ like giúp em luôn trên tường nè, và chia sẻ vào các hội nhóm giùm em ạ. Đầm tiếp theo nha. Đợi em xíu nè, em lên xả hàng thêm nè. Chủ yếu hôm nay em lên xả hàng không à cả nhà, giá cực kỳ rẻ luôn nha. Ai ưng mẫu nào thì các chị cứ đặt cho em luôn ngay bây giờ để em chịu hàng chờ size cho nhà mình. Mẫu tiếp theo là 1331. Rồi đợi em một chút xíu nha. Đây, cái đầm này nè cả nhà, em đang mặc đây là cái size M, nhưng mà độ co giãn rất là tốt. Trời ơi các chị nhìn nè, tương đương 40kg đến 65kg vừa luôn. Khỏi lo, đầm này 40kg 65kg mặc bao vừa nha cả nhà. Mặc bao vừa cho em luôn đối với mẫu đầm này nha. Đó, eo 90 mặc vẫn được luôn. Eo 90 mặc vẫn được mẫu này luôn. Rồi em xả hàng luôn 119k thôi nha cả nhà. Siêu rẻ nha. Chị nào mà mình lấy mẫu này thì cứ đặt hàng sớm giùm em nè. Ngay bây giờ để em chịu hàng. Nhanh tay nha cả nhà ơi, lên đơn sớm giùm em luôn. Ngay bây giờ nè, để em chịu hàng. Chừa size cho các chị mình luôn.
Đây, L72 coi giãn đến L90 vẫn vừa, giá chốt ngày nay 119 lỗ vốn. Chất và Atashi kim tuyến nha cả nhà, này để bóp em lại xíu nha. Các chị nào thích mặc ôm có thể phối dây đai vô. Có thể phối dây đai vô nha cả nhà, cũng rất là sang nha. Rồi đầm em đang mặc các chị ghi cho em là 1331. 1331 và kèm số điện thoại chi ân cho nhà mình ngày hôm nay là 119.000 đồng. Rồi ôi các chị ơi, mẫu đầm này thực sự kiếm đâu ra các chị một cái mẫu đầm mà chất lượng mà giá có 119.000 đồng như thế này cả nhà, rẻ hơn cả cái giá sản xuất của bên em rồi nha. Cái này shop đang xả hàng lỗ vốn luôn rồi. Ai lấy mẫu này các chị cứ đặt cho em là 1331 và kèm số điện thoại 119.000 đồng. 119.000 đồng mẫu này nha cả nhà. Còn cho mình đúng một size duy nhất nhưng yên tâm cho em là đầm này coi giãn tới L100 luôn. Ờ quên L90 luôn. L72 coi giãn đến L90 vẫn vừa 1331 nha cả nhà. Mẫu này hôm nay rẻ quá, chị mua 198 nè. Cảm ơn chị Nemo đã có comment nè. Các chị ơi đó, các chị thấy không, có những chị khác là mua giá cao hơn các chị nhiều á. Mà hôm nay cả nhà xanh có 119 như thế này là quá rẻ luôn cả nhà. Cái này là shop xả lỗ rồi nên các chị nhớ là chia sẻ like giúp em nha. Chia sẻ like giúp em và mình đặt ngay bây giờ cho em là 119.000. Và đầm này coi giãn rất tốt như là free size vậy đó. Mặc dù là chị em hệ thống em nhập là size M đó, size M nhưng độ coi giãn nhiều nên là 40kg đến 65kg. Em bao vừa mẫu này cho các chị mình luôn. Chị nào mà mình thích mẫu này các chị cứ đặt cho em nha, 1331 và kèm số điện thoại 119.000. 119.000 đồng mẫu đầm này nè. Chị nào mình lấy đặt hàng sớm giùm em 1331 và kèm số điện thoại 119.000 đồng thôi nha cả nhà ơi, giá cực kỳ rẻ luôn nha, hàng bao chất lượng, vải này Atashi kim tuyến nha cả nhà. 1331 là 119k, giá sẽ có hiệu lực trên live, chị nào chậm tay là hết ngay nha cả nhà. Ngưng chương trình xe là mình mua giá cao hơn rồi đó cả nhà. 1331 119k chị áp dụng ngay bây giờ. Ok, chị Linh Đàm là 1331 là 119 nè. Rồi chị Thanh Châu 1331 sale giá 119k nè. 119k mẫu này nha cả nhà. Ai thích mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng sớm giùm em ngay lúc này luôn nha, để em trừ hàng và trừ size liền trên live cho cả nhà. 1331 40kg đến 65kg bao vừa, thậm chí nhiều khi 68kg mặc vẫn vừa nha. 68kg vẫn vừa luôn cả nhà, ở độ quay giãn rất là tốt nha. Đầm này sale luôn 119k, xả hàng lỗ vốn luôn. Có chị nào mà mình ưng mẫu này thì cứ lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ nè. Mã này là 1331 nha. 1331 và kèm số điện thoại luôn 119k. Rồi xong chưa cả nhà ơi, tranh thủ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nha, em chịu hàng. Tiếp tục nha, em chuyển thêm cho mình một mẫu khác nè. Rồi chị Dung Trần 1331 nhớ chia sẻ like giúp em luôn nha chị nha. Đợi em xíu nha, em lên thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo nè. Ngày hôm nay shop sale hàng loạt mẫu cho các chị mình luôn ạ. Ai ưa mẫu nào thì cứ lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ nha. Mã với điện thoại. Rồi bây giờ nha cả nhà ơi, em sẽ lên thêm cho mình nãy có chị hỏi em đầm da beo đúng không? Rồi có đầm da beo nha. Có đầm da beo nha các chị ơi. Giờ em sẽ lên luôn cho các chị mình nè. Đợi em một chút xíu ha. Rồi có chị nào mình thích mẫu nào thì cứ đặt hàng sử dụng em ngay lúc này nè, em chuyển hàng cho các chị. Mẫu tiếp theo đây 1362. Chị Dung Trần 1331 nè, cả nhà tranh thủ lên đơn cái 1331 nha. Cái đó mà nếu mà tắt like rồi các chị đặt được hoặc không có xanh được cái giá 119 đâu cả nhà. Em chỉ áp dụng khi các chị lên đơn ngay bây giờ thôi ạ. Rồi 1331 cho chị Kiên Hà nè. Đó, em thấy cũng có nhiều chị lúc mà hết chương trình sale rồi các chị hỏi lại giá trên live ấy, đâu có còn áp dụng nữa đâu cả nhà, em ngưng rồi. Em ngưng mất tiêu rồi, chỉ khi các chị đặt ngay bây giờ thôi mới được giảm giá nha. Đầm này nè, mã này là 1362. 1362 em đang có cho mình là 4 size ML, XL với 2X luôn, độ coi giãn rất là tốt. 1362 và kèm số điện thoại sale luôn trên live với giá chỉ có là 299.000 đồng mẫu đầm này nha cả nhà ơi. 299.000 đồng mẫu đầm này, ưng mẫu này thì các chị cứ đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ nè, để em chịu hàng. Trời ơi, chất rất là đẹp luôn nha cả nhà. Nhung này là nhung lạnh nha, co giãn nhiều cho mình và mặc rất là thoải mái luôn. 1362 ngày hôm nay shop sale luôn trên live, chỉ còn có giá là ngày hôm nay shop sale trên live này cho mình luôn với giá chỉ có là 299.000 đồng, hàng bao chất lượng, tặng kèm cái dây đai cho mình luôn.
tặng kèm cái dây đai luôn nha, 1362 sale giá là 299k. Ước mộng này thì các chị cứ lên đơn hàng sớm giùm em luôn nè. Ngay bây giờ để em trừ hàng trừ size, mã này 1362 ạ. À. Rồi chị Vũ 1331 ok chị. Rồi 1362 và kèm số điện thoại sale giá 299k đứng xa xa mình xem form của nó nè. Em cao 1m62, form này em mặc dài tới đây. Và tùy vào chiều cao mỗi người có thể các chị sẽ mặc dài ngắn khác nhau nha. Mã em đang mặc trên người các chị cứ ghi cho em là DA1362 và kèm số điện thoại cho em luôn. 299.000 đồng mẫu này. 299.000 đồng mẫu này, phía sau là dây khóa kéo cho các chị nha. Đồ co giãn thì rất là tốt. Đồ co giãn tốt lắm cả nhà, đầm này 65 hoặc 70kg vẫn vừa nha. 70kg vẫn bao vừa mẫu này luôn, cả nhà cứ yên tâm đặt hàng cho em luôn nha. 1362 và kèm số điện thoại luôn. 1362 và kèm số điện thoại luôn nào cả nhà ơi. Em chốt ngày hôm nay cho cả nhà mình nha, là giá chỉ có 299.000 đồng. 299.000 đồng mẫu đầm này, ưng mẫu này thì các chị nhớ lên đơn liền cho em nào. 1362 chốt cho chị Thanh Tuyền nè, 1362 chốt cho chị Diệu Hà nè. Rồi 299k tặng kèm dây đai nha cả nhà. 299k tặng kèm cái dây đai này luôn nha. Vải này co giãn rất là tốt. Lưu giúp em nha, mẫu đầm này á, thậm chí các chị nên giảm size mặc luôn. Các chị nên giảm xuống một size mặc vừa luôn cả nhà. Nói về nhung thì khỏi lo rồi. Đây, em đang mặc size M này cả nhà. Mà body như thế này thì các chị mặc đó, nó ôm dáng với đẹp đúng không ạ? Nên là các em khuyên là các chị nên giảm xuống một size mặc nha cả nhà ha. Đó, các chị nhìn cho em nè, độ co giãn rất là tốt nha. 1362 em sale luôn trên line là 299 nha. 299.000 đồng mẫu đầm này. Ưng mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng ạ. À, ngay bây giờ em chuyển hàng luôn. Mã này là 1362 cả nhà ơi. 299. 299.000 đồng mẫu đầm em đang mặc nha. Còn chị nào chưa đặt mình lên đơn hàng cho em ạ. À. Ưng mẫu này thì các chị cứ lên đơn sớm giùm em nha. Ngay lúc này để em chừa hàng chừa size, mã này mình cứ ghi cho em là 1362 và kèm số điện thoại cho em ạ. À. 1362 kèm số điện thoại sale luôn 299.000 đồng. 299.000 đồng nha. Rồi bây giờ sẽ chuyển thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo, đợi em một xíu nha cả nhà. Rồi ai ưng mẫu nào thì các chị cứ lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ. Là mã nè với số điện thoại để chốt đơn nha. Rồi đợi em vài giây nha cả nhà ơi. Mẫu tiếp theo nha. Shop chi âm cho nhà mình ạ. À. Rồi chuẩn bị em lên cho mình một cái mẫu đầm này, sale luôn cho mình là 99k rồi nè cả nhà. Các chị ơi mình chia sẻ like giúp em nha. Rồi mẫu tiếp theo đây cả nhà ơi. Cái này em còn size 2X nha. Cái này em chỉ còn sót lại size 2X thôi, chi âm cho nhà mình ngày hôm nay ạ. À. 99k mẫu đầm này. 2X nha cả nhà. Giờ mà chị nào mà mặc XL ấy, hết size rồi mình tăng lên 2X mà cả nhà ơi, phối dây đai vô hoặc về mình bóp eo là. Cái đầm này sale lỗ rồi, có 99.000 thôi. Có 99.000 đồng mẫu đầm này thôi nha cả nhà ơi. Chị nào mình ưng mẫu này cứ lên đơn cho em 1270 và kèm số điện thoại luôn. Rồi chị Trần Tuyền có size chị ơi. Rồi bây giờ chị nào mình ưng mẫu này lên đơn cho em nào. 1270 và kèm số điện thoại cho em nha. 99k mẫu này nè. 99k mẫu đầm này, eo 84 đến eo 86 chữ xuống vừa. Eo 84 đến eo 86 chữ xuống vừa em chốt cho mình là 99k nha. Chị nào mình ưng mẫu này thì cứ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn nè, để em chịu hàng chịu size. Vải này là vải lụa mango, các chị mặc mát nè, có co giãn nhẹ cho các chị. Ở đây em phối thêm cho mình nút ngọc nha cả nhà ha, form là lên form chuẩn luôn. Mã mình cứ ghi cho em là 1270 và kèm số điện thoại cho em nha. 1270 em chốt sale luôn trên line này cho mình là chỉ còn có giá là 99k. Rồi còn một màu nữa nha. Còn một màu nữa để em lên luôn cho mình. Đây nè. Màu vàng. Màu vàng mã 1269. Màu xanh mã 1270. Hai màu luôn. 99k nhớ chia sẻ nha cả nhà. Cái này em áp dụng cho chị nào có chia sẻ like em mới chốt được. Tại vì đây là sản phẩm mà shop đã sale lỗ vốn rồi nha cả nhà. Rồi chị nào mình lấy đặt liền luôn dùm em, 1269 là màu vàng và 1270 là màu xanh. Có hai màu cho mình lựa chọn và sale luôn là 99k nha. 99k mẫu đầm này chị nào lấy nhanh tay đọc cả nhà, lên đơn hàng ngay lúc này để em chửi hàng chửi size. 99k thôi, 1270 màu xanh và 1269 là màu vàng. 1270 màu xanh và 1269 màu vàng, sale luôn là 99.000.
Có 99.000 hôm nay em vừa bán vừa tặng hai cả nhà những cái mẫu đầm này, chấp nhận lỗ vốn luôn. Cứ chia sẻ like là có đơn. Có chia sẻ là có đơn. Em này em còn 2XL 84 đến 86 chữ xuống mặt bao vừa luôn. 99k đuôi cá và xéo và phải lụa mango mặt rất là mát nha. 99k thôi. Còn chị nào chưa đặt lên đơn hàng sớm giùm em nào. 1270 và kèm số điện thoại cho em luôn. 1270 và kèm số điện thoại sale là 99k thôi. Nhanh nào cả nhà ơi. Nhanh nào cả nhà ơi, lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nha. Có 99k mẫu này mà không mua là hơi bị tiếc nha cả nhà. 99k thôi. Đó thôi đó cả nhà, màu vàng 1269, màu xanh 1270, đồng giá 99k. Chị Khương Thủy 1270 nữa này, nhớ chia sẻ like giùm em nha cả nhà ơi. Chia sẻ giúp em luôn trên tường nhà và chia sẻ vào các hội nhóm giùm em. 99k mẫu đầm này nha cả nhà. Lên đơn hàng ngay bây giờ nào cả nhà. Rồi chuẩn bị nha, em qua thêm cho mình một mẫu đầm khác nữa đây ạ. Có chị nào mình lấy mẫu nào thì các chị cứ đặt hàng cho em luôn. Ngay bây giờ nè, để em trừ hàng và trừ size liền trên like cho cả nhà mình luôn. Đầm em đang mặc cả nhà, mình tranh thủ lên đơn sớm cho em ngay bây giờ nha. Mã này là DA1270, màu vàng là 1269, đồng giá là 99k nha. Lỗ vốn luôn, chị Ngọc Dung chốt nè, chị Hồng Thắm chốt nè, 99k. Số lượng có hạn nha, ai nhanh là còn, ai chậm là mất nha cả nhà. 99k mẫu này thôi. Rồi tiếp tục nè, em đổi thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo nha. Mình nhớ là chia sẻ like giúp shop luôn nha. Trên tường nè, và chia sẻ vào các hội nhóm giúp em ạ. Rồi bây giờ em lên thêm cho mình một mẫu đầm khác. Lên đây là một cái mẫu đầm cổ vét nha. Rồi đợi em xíu, cổ vét họa tiết hoa đây. 1350, đầm này là một trong những cái mẫu mà rất nhiều chị khách bên em nhận được hàng và khen nè. Ai chưa đặt hôm nay mình tranh thủ lên đơn luôn cho em nha. Rồi mình đợi em vài giây nha cả nhà. 1330 nè các chị ơi, xả luôn nha. 1330 shop sale luôn nè. Rồi 179.000. Có 179.000 mẫu này thôi nha cả nhà. Rồi bây giờ ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng sớm giùm em luôn. Ngay bây giờ em trừ hàng nào các chị ơi. Rồi 179 thôi, đầm này hết chương trình sale mình mua lại là 299k. Và nếu như các chị mình lên đơn được ở trong cái line này thì sẽ được giảm giá luôn. Là chỉ còn có 179.000 thôi nha cả nhà ơi. Có 179.000 thôi, chị nào mình ưng mẫu này các chị lên đơn hàng nè. Chia sẻ like giúp em luôn nha. Trên tường nhà và chia sẻ vào nhóm giúp em nè. Giá siêu yêu thương cho các chị mình luôn ạ. Giá siêu thương luôn, có chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt cho em luôn. DA1330 và kèm số điện thoại luôn nha các chị ơi. 1330 và kèm số điện thoại luôn, đầm này chốt luôn 179.000. Quá rẻ. Rồi chốt nhanh nha cả nhà ơi, em có giá này em áp dụng trên live đủ size luôn nè. Đủ size cho các chị mình lựa chọn đó, M, L, XL với 2X. Chị nào mình thích mẫu này cứ đặt cho em luôn. 1330, đủ size chị ơi, XL cũng có luôn nha chị ha. 1331 chị Dung Trần, 1270 chị Khương Thủy, ok chị nè. Rồi mã đầm em đang mặc các chị ghi cho em là 1330 nè. Em đang sale luôn cho mình nha. 179.000 đồng. Rồi cái này là top la là mình mua là 299 đó nha. Mà các chị lên đơn hàng được ở trên cái line này sẽ được giảm giá hơn là có 179.000 cái đầm này thôi. Mẫu này các chị lên đơn hàng cho em luôn nè. Ngay bây giờ em trừ hàng. DA1330 và kèm số điện thoại cho em nha. 1330 và kèm số điện thoại sale luôn trên line, giá là 179.000 đồng. Có chị nào mà mình thích mẫu này thì các chị cứ đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ nha. 1330 kèm số điện thoại đủ size chị Giang Du Linh ơi. 1330 em có 4 size ML, XL với lại 2X cho các chị mình luôn á. Các chị trong tầm từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa nha. Mẫu nào thì các chị cứ đặt cho em luôn ngay bây giờ nè. Làm mã hàng nè và kèm số điện thoại em trừ hàng luôn. Chia sẻ like giúp shop nha cả nhà ơi. 1330 và kèm số điện thoại nè. Ok chị ạ, Hoa Bưởi 1330. 1330 chút chị Tâm Nguyễn 179. Cổ vét nè các chị ơi, cổ vét nè, form rất đẹp và túi nha. Lụa này là lụa hàng, cách này các chị chất này nó mát rượi à. Vải này nó mát rượi rượi ở cả nhà. Cái này đảm bảo các chị mặc là mê luôn á. Hôm nay shop sale cho các chị mình luôn. Có 179 nè, xả nhanh nha. Đầm này rất nhiều khách nhận được hàng khen rồi. Cả nhà cứ yên tâm đi, đầm này em bán nhiều lắm rồi. 1330 nha, em sale luôn trên live.
giá là 179. 179k mẫu đầm này. Còn chị nào mình thích mẫu này cứ đặt hàng ngay bây giờ cho em luôn 1330. Cái nền của nó sẽ là nền xanh navy như thế này nè cả nhà. Nền xanh navy nha, vải mềm chất êm và mặt rất là mát luôn. Ưng mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng cho em luôn. Ngay bây giờ em chịu hàng chịu size 1330 và kèm số điện thoại cho em 179k mẫu này. 179k thôi nha cả nhà, sale nhanh luôn. Rồi chuẩn bị qua mẫu khác luôn nha cả nhà. Chuẩn bị em qua mẫu khác cho các chị mình đây. Còn chị nào mình thích mẫu đầm này nữa không ạ? Lên đơn hàng luôn nha cả nhà. Đầm em đang mặc mã 1330 nhá. Ok chị Giang Du lên em chút 1330. 1330 cho chị Khương Thủy em sale luôn nha. 179.000 những cái mẫu đầm này các chị mặc tiện lắm, mình mặc đi đâu mặc cũng được hết á. Rồi, bây giờ nha em sẽ chuyển thêm cho mình một cái mẫu đầm khác. Cái mẫu đầm này em sẽ là lai nhanh cho các chị mình luôn. Hàng còn ít này cả nhà ơi. Rồi chờ em xíu nha cả nhà, chuẩn bị em sẽ lên cho mình là đầm 99k cho mình săn sale đây. Các chị ơi, trong thời gian này mình chia sẻ like giùm em nha. Trong thời gian em thay mẫu khác, các chị chia sẻ like giúp em nè cả nhà ơi, chuẩn bị em lên là đầm 99k nha. Chị Dung Trần 1330 ok chị luôn ạ. Rồi có chị nào mình thích mẫu nào cứ lên đơn nha cả nhà. Trong cái like này hôm nay còn cái gì là em sẽ sale cho mình hết luôn. Hy vọng rằng hôm nay các chị cũng nhớ là chia sẻ nhiệt tình giúp em nha. Chia sẻ bài like này nhiệt tình giúp em. Chị nào mà mình lần đầu tiên đến với shop thì mình đừng quên bấm theo dõi trang giùm em nha cả nhà. Mẫu này của em đây 13 1326 nha các chị. 1326 đầm này em sẽ sale luôn nha. 1326 em còn 10 cái size M à. Em còn đúng 10 cái cuối cùng ạ cả nhà ơi. Rồi 99.000 luôn. Sale luôn 99.000 đồng. Cái này tốc độ nha cả nhà. Đúng 10 cái cuối cùng là sạch kho. Ai nhanh là còn, ai chậm không còn cái nào nữa đâu cả nhà ơi. 99 luôn. Em sale tặng cho mình một cái mẫu đầm Atashi kim tuyến nha cả nhà. Phối nút nè, xếp ly. Cái này coi giảm nhiều lắm. Bây giờ nè các chị, mặc dù nó chỉ còn size M nha, nhưng 40kg đến tầm 55-56kg vẫn vừa. 1326 99k thôi nha cả nhà. Cái này là vô tư đi cả nhà ơi. Cái đầm này nha, đầm này để em báo cho mấy bạn chốt đơn luôn cho chị em 72. L size M là L 72 đến L 77 vẫn vừa nha. L 72 đến L 77 78 vẫn vừa luôn. Rồi các chị cứ đặt đi cả nhà, vô tư cho em mẫu này nha. L77, L78 thậm chí là L80. L80 vẫn vừa. Cái này không phải L78 đâu, L80 luôn cả nhà ơi. Coi giãn rất là tốt nha. Đầm này các chị cứ lên đơn đi cả nhà, thoải mái cho em luôn. L80 vẫn vừa luôn á. Đầm này chốt là có 99.000 thôi. Đúng 10 cái cuối cùng cho chị này nhanh tay. Đây, đuôi cá gạch xéo này cả nhà, sang lắm luôn nha các chị ơi. 1326 và kèm số điện thoại. Cái mẫu đầm này mà ai không mua hơi bị tiếc luôn á. Còn có 10 cái cuối cùng cho chị làm nhanh tay thôi nha cả nhà ha. Quá đẹp luôn. Rồi em chốt luôn cho mình nè. 99k mẫu đầm này cả nhà nhìn cho em nè, cái chất nè và độ co giãn rất là tốt nha. Độ co giãn rất là tốt cho mình nè. Rồi bây giờ nè, L72 đến L80 vẫn vừa, chi âm cho nhà mình ngày hôm nay là 99k mẫu đầm này. Chị nào mà mình lấy mẫu này cứ lên đơn hàng cho em là 1326 và kèm số điện thoại luôn. Nhanh nha cả nhà. Bây giờ là nếu mà 72 đến L80 như vậy thì tầm 40kg đến 60kg vẫn vừa. 40kg đến 60kg vẫn vừa cho em mẫu này nha cả nhà. 1326 cho chị Hương Hương. Nhớ chia sẻ chị Hương Hương ơi. Nãy giờ chưa có, không có thấy chị Hương Hương chia sẻ like luôn á chị. Mình chia sẻ dùm em đi chị để em chốt đầm cho mình. Tại vì những cái giá này là em lỗ rồi chị ơi. Đó, bây giờ nè em sale cho mình có 99k thôi. Rẻ hơn cả cái giá sản xuất rồi. Thì bây giờ mình bù lại giúp em mặc lượt chia sẻ nhá. Chia sẻ mất có vài giây thôi cả nhà. Mình không mất gì hết mà mình còn được săn với giá rẻ nữa ha. Rồi bây giờ ai ưng mẫu đầm em đang mặc, các chị đặt hàng cho em là 1326. Đầm này em sale cho mình là 99k nha. 99k mẫu đầm này nha cả nhà. Lên đơn hàng cho em 1326 chị Tạ Thúy nè. Đầm này coi như là tầm 40kg đến 60kg vừa. 40kg đến 60kg bao vừa mẫu này cho em luôn ạ. 1326 và kèm cho em điện thoại nè. 1326 và kèm số điện thoại là chốt luôn trên like, giá chỉ có 99k mẫu đầm này. Ưng mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ để em chuyển hàng nha. 1326 cả nhà ơi.
1326 sale giá 99k rồi. Có chị nào mình thích mẫu này thì cứ lên đơn hàng cho em đi nào bạn nhà ơi. Ngay bây giờ điểm trừ hàng trừ size mã là 1326 nha. 1326 sale giá 99k mẫu đầm này. 99k mẫu đầm em đang mặc trên người. Ưng mẫu này các chị lên đơn hàng cho em nào, vải đúng chất lượng luôn nha cả nhà. Mềm êm mặc mát thoải mái dễ chịu cho mình luôn. 99k thôi. Nhanh nha cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo. Chị nào mà mình ưng mẫu nào thì các chị cứ lên đơn luôn cho em ngay bây giờ nha. 1326 này, chị Phương Thảo nữa nè, chị Phương Trần 1326 nè, chia sẻ dùm em nào cả nhà ơi. Rồi dạo này sao lỗ quá các chị ạ. Rồi mẫu tiếp theo nha, đợi em vài giây em chuyển qua thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào cứ đặt hàng xử dùm em ngay bây giờ nè, để em trừ hàng và trừ size cho các chị mình nha. Đầm tiếp theo của em đây cả nhà ơi, 1332. Trời ơi, đầm đẹp xỉu luôn các chị ơi. 1332 mà nó còn có size M à, nhưng mà được cái là cái vải này nè, nó có co giãn nha cả nhà. Cái eo của nó là 1332 này, là eo 72 đến eo 74 mặt vẫn vừa. Rồi em chốt cho mình nha, mẫu này là eo 72 đến 74 mặt vừa. Rồi em chốt luôn mẫu này cho các chị mình là chỉ có 119.000. 119.000 đồng mẫu này nè, chị nào lấy đặt hàng xứng giùm em luôn. 119.000 đồng thôi nha. Rồi ở đây em có cho mình thêm màu đỏ. Đỏ không biết còn mấy cái nữa đây để em xem thử cho mình. Đỏ là đỏ đô nè, 1333 đỏ đô. 4 cái. 4 cái đỏ. Còn lại thì màu đen còn mười mấy cái. Chi anh luôn 119 lỗ vốn rồi nha cả nhà, chia sẻ giúp em ạ. À. Đầm kẻ phía sau hả chị? Rồi tí nữa em sẽ mặc cho mình xem. Kẻ đỏ hay kẻ trắng đen chị ơi? Đỏ hay trắng đen giúp em nha, để em like luôn. Rồi, đầm em đang mặc nha. Màu đen là 1332, còn đỏ là 1333. Hai mẫu này chỉ còn size M, chi anh giá 119 lỗ vốn. Có chia sẻ là có đơn, không chia sẻ em không chốt được nha cả nhà, thông cảm dùm em. Không chia sẻ em không chốt được nha, tại lỗ lắm rồi cả nhà ơi. Rồi chị Khai Lê Thị 1326, chị cho em thêm số điện thoại nha. Các chị ơi, nếu mà chị nào mà mình chưa có chiều cao cân nặng, mình ghi sẵn giúp em luôn. Cho em chiều cao cân nặng số đo 3 vòng càng tốt, hoặc ít gì mình cho em thêm số đo vòng eo để mấy bạn chọn size chính xác. Thứ hai là chị nào chưa có địa chỉ, mình nhắn sẵn địa chỉ qua phần tin nhắn giùm em luôn nha, để mấy bạn lên đơn hàng nhanh tốc độ cho mình. Tại vì những sản phẩm này nó rất là ít, mà bây giờ mà chị nào mà để thông tin chậm á, mấy bạn chốt trễ quá, mấy bạn đến tín lục mình nó hết hàng mất tiêu rồi. Bây giờ mình cứ để sẵn thông tin đi, chiều cao cân nặng của mình, địa chỉ mình nhắn qua phần tin nhắn giúp em luôn nha cả nhà, để mà mấy bạn sale, mấy bạn chốt nhanh cho mình luôn nha cả nhà, đừng đặt trễ quá nó hết đó nha cả nhà ơi. 1333 màu đỏ, 1332 màu đen, đồng giá là 119, eo 72 đến eo 74 vừa. Eo 72 đến eo 74 vừa, vải rất là đẹp luôn á nha cả nhà ơi. Mẫu này bỏ lỡ cực kỳ tiếc luôn. 119.000, trời ơi rẻ hơn giá sản xuất của em luôn rồi các chị ạ. À, nó rẻ hơn giá sản xuất luôn rồi. Bây giờ em thấy thiệt luôn á. Bây giờ 119.000 mà đi ra mua vải thôi cũng không đủ tiền mua vải các chị ạ. Thiệt luôn á, không đủ tiền mua vải luôn á. Mà anh em sale có 119 nè cả nhà. Ồ eo 75 cũng được nữa nha cả nhà. Eo 75 cũng được luôn á. Tại cái chất này nè, nó có co giãn, để em cập nhật lại cho mấy bạn chốt luôn. Eo 75 mặc được luôn á. Cả nhà cứ lên đơn thì eo 75 trở xuống vừa mẫu này luôn. Eo 72 co giãn đến eo 75. Eo 72 co giãn đến eo 75, 119k. Trời ơi, xỉu 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 luôn. Em và em cũng có cái rồi cả nhà. Chị nào chưa đặt thì mình đặt liền luôn nha cả nhà ha. Đầm này chị nào ưng mình lên đơn luôn. Em đã có cái màu đen rồi, cái màu đỏ em đang mê nè. Nếu mà đợt này mà còn sót lại là em lấy luôn, em hút luôn cái đầm mặt lai này luôn á, để mặc luôn á. Rất là đẹp, rất là sang, vải phi tuyết đúng đẹp đúng nha cả nhà nha. 61kg thì không vừa rồi chị, mẫu này còn size M là eo 72 đến 75 nha chị nha. Có gì mình đo giúp em vòng eo, eo giống ngang của chảo tay giúp em là để bên em tư vấn size kỹ càng cho mình nha. Ai chưa có địa chỉ nhắn sẵn nên nhắn sẵn giúp em địa chỉ. Ai chưa có thông tin chiều cao cân nặng số đo, đo sẵn cho em rồi nhắn luôn cho em đi cả nhà, để mấy bạn chốt luôn tốc độ luôn nha. Hàng này ít lắm cả nhà ơi, 119k mẫu này thôi. 119k mẫu này thôi nè cả nhà. Chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng ngay bây giờ cho em luôn, làm mã nè và kèm số điện thoại ngay bây giờ em trừ hàng luôn. 80kg hả chị, đợt này em hết hàng 80kg rồi chị ơi. Mình báo sớm là có rồi, giờ hết mới hết hàng luôn. Mình thôi mình chịu khó đợi em sắp tới sau nha, khi nào có em báo cho mình sau nha. Rồi bây giờ em chuyển qua mẫu khác được chưa ạ? Đầm này 119, chị nào nhanh là còn, chị nào chậm là hết hàng nha.
qua thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo nữa đây ạ. Chia sẻ like giúp em nha. Nãy có chị nào hỏi em mặc đầm kẽ mà không biết là mình muốn xem đầm kẽ màu gì chị ha. Rồi bây giờ nè, em lên cho mình Chi Anh tiếp tục nè. Một mẫu đầm nhung lặn nha cả nhà. Các chị yên tâm cho em, đợt này 100% bên em may cho mình là nhung lặn hết. Các chị mặc nó mát rượi à cả nhà ơi, không hề bị nóng một chút nào đâu nha. Rồi mềm êm mát thoải mái dễ chịu cho các chị mình luôn. Rồi bây giờ em sẽ lên mẫu này cho các chị mình đây. Mã mình cứ ghi cho em 1357 nè, 1357 và kèm số điện thoại cho em. Đầm này coi giãn rất tốt nha cả nhà. Đây, đây này các chị ơi, chưa coi giãn. Coi giãn rồi, trời ơi xíu. Coi giãn cực kỳ tốt luôn nha cả nhà ơi. Nên là đầm này á, bây giờ chị nào mà mình hết 2X rồi, đầm này em hết 2X rồi, mình giảm xuống cho em XL bao vừa. Bao vừa cho em luôn nha cả nhà. 1357 nè. Em còn có xem M, XL và XL. XL còn đúng 4 cái luôn nha. Mình lưu ý là cả nhà ơi, đầm này XL còn đúng 4 cái cuối cùng. Cho chị nào nhanh tay, em xả hàng có 179 à. Một cái đầm như thế này bình thường các chị mua 349.000 trở lên không, mà bây giờ chốt có 179. Trời ơi các chị ơi, giá quá sốc luôn nha. Nhưng XL còn 4 cái nên là em sẽ ưu tiên chốt cho chị nào nhanh tay và có để đầy đủ thông tin cho em trước, em chốt luôn nha, 179.000. Đầm túi có túi một bên cho mình, túi bên tay phải nha cả nhà. Có nhiều chị hỏi là ủa trên live chị thấy em là túi bên tay trái mà sao về chị nhận hàng túi bên tay phải. Các chị ơi, tại vì em đang live là cam trước nè. Khi mà live cam trước như vậy có nghĩa là bên tay trái thì sẽ chuyển hàng bên tay phải sẽ chuyển hàng bên tay trái đó cả nhà nha. Rồi bây giờ đầm em đang mặc nha, chị nào lấy đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ. Đầm này em sale luôn cho mình nè, giá chỉ có là 179.000. 1332 chị Kim, à, chị Kim Hà ok chị nè. Rồi mẫu em đang mặc, chị nào lấy đặt hàng sử dụng em ngay bây giờ nè. Mã này mình ghi cho em là 1357 và kèm số điện thoại cho em nha. 1357 và kèm số điện thoại chốt luôn, 179 thôi, quá rẻ, 40kg đến 65kg bao vừa. Mặc dù hết 2X rồi nhưng bao luôn 65kg vẫn vừa mặc vừa size XL nha cả nhà nha. Các chị ơi, đầm này giảm xuống một size, giảm xuống hai size vẫn vừa. Thậm chí XL này 67-68kg mình mặc vẫn vừa luôn cả nhà. Coi giảm nhiều lắm mà nó mát lạnh luôn, có 179.000 đồng thôi. Ai thích mẫu này cứ lên đơn hàng cho em là DA1357 và kèm số điện thoại cho em nha. 1357 và kèm số điện thoại nè. Chị nào chưa lấy mẫu này thì các chị đặt liền luôn dùm em ngay bây giờ nè. 1357 kèm số điện thoại, độ co giãn siêu tốt nha. Độ co giãn siêu tốt cho các chị mình luôn. Cả nhà cứ lên đơn thoải mái cho em mẫu này đi, không sao hết trơn á. Không sao hết trơn, cả nhà bao vừa, bao vừa hết luôn cho các chị mình luôn. Ai thích mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ nha. Rồi chị nào mình lấy đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ, em trừ hàng trừ size nhanh tay nào cả nhà ơi. Mã đầm này mình ghi cho em nhé. DA1357 và kèm số điện thoại. 1357 và kèm số điện thoại cho em nha cả nhà ơi. 1357 và kèm số điện thoại cho em nào. Em sale luôn trên live này cho cả nhà mình nha. Là giá chỉ có là 179.000 đồng mẫu đầm này. Chị nào mình thích mẫu này cứ đặt hàng sớm giùm em. Sơ mi hả chị? Sơ mi có nhiều mẫu lắm, để tí nữa có gì em giới thiệu cho mình sau nha. Rồi đầm em đang mặc, chị nào lấy đặt cho em mã này là 1357. Chốt luôn cho mình là 179.000. 179.000 đồng mẫu đầm này. Còn chị nào mình ưng mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng sớm giùm em. Ngay bây giờ em chịu hàng chịu size mã 1357 và kèm số điện thoại. 179 đây, em đứng xa xa mình xem form này. Em cao 1m62, đầm này mặc dài qua gối như thế này nha. Rồi chị nào mình ưng mẫu này cứ lên đơn cho em 1357 và kèm số điện thoại nè. 1357 và kèm số điện thoại giảm ngay trên like cho các chị là 179.000 đồng. 179.000 đồng mẫu đầm này nha. Chị nào mình lấy mẫu này thì cứ đặt hàng sớm giùm em ngay lúc này để em trừ hàng luôn nha. Vải mềm, chất êm và mặt mát rượi luôn nha cả nhà. 1357 kèm số điện thoại 179k mẫu đầm này ạ. Rồi em qua thêm cho mình một mẫu đầm khác nha. Mình nhớ là chia sẻ like giúp em luôn trên tường nè, và chia sẻ vào các hội nhóm giúp em luôn nha cả nhà ơi. Rồi mẫu đầm tiếp theo để em lên cho các chị mình đây ạ. Rồi mình nhớ là mình đặt nhanh nha cả nhà, tại vì hàng này nó ít lắm luôn. Rồi bây giờ có chị hỏi em đầm sơ mi đúng không? Có sơ mi luôn nha các chị ơi.
Em có sơ mi cho các chị mình đây, đợi em xíu nha. Đây mã này là 1368. Để em đo thử lại coi cái mẫu mà size M này coi. Em nó có thể co giãn tới bao nhiêu. Sơ mi em đang mặc 1368, 1357 nó có một màu chị Chín Phùng ơi, không có màu khác chị nha. Duy nhất một màu luôn á. Rồi. Co giãn rất tốt nha cả nhà. Cái mẫu này eo nó co giãn tới, eo nó co giãn tới 80 mấy luôn đây nè. 86 luôn đây cả nhà ơi, size M đó nha. Co giãn tới 86 mà thôi em chịu heo ra là co giãn đến 84 đi. Co giãn tới 84 luôn, vẫn mặc vừa luôn cả nhà. Trời ơi, size M đó nha cả nhà. Nên là các chị cứ thoải mái vô tư cho em đối với em đầm này luôn. Rồi. Rồi các chị ơi, đầm em đang mặc nha. Đầm em đang mặc cả nhà ghi cho em mã này là DA13. DA13 68, em sale luôn trên line này cho cả nhà là 249.000 luôn. 1368 em sale luôn 249.000 đồng mẫu đầm này, đang đặc biệt sale cho các chị trong cái line này nha cả nhà. Rồi chị nào mà mình ưng mẫu này các chị lên đơn hàng sớm giúp em ngay bây giờ 1368 và kèm số điện thoại luôn. 1368 và kèm số điện thoại luôn nha cả nhà, chốt đơn liền luôn giùm em nha. Mẫu này em sale luôn cho mình là 249.000 đồng. Ở đây nó phối với nút ngọc cho mình nè. Đầm này nó có túi hai bên và phía đằng sau là dây khóa kéo đây. Mã này các chị ghi cho em là 1368. Chốt đơn luôn trên line này cho cả nhà là giá chỉ có là 249.000 đồng mẫu đầm này. 249.000 đồng mẫu đầm này nha cả nhà ơi. Ưng mẫu này thì các chị cứ đặt hàng luôn dùm em nè. Ngay bây giờ nè, để em trừ hàng và trừ size liền trên line cho cả nhà mình luôn nha. Rồi tranh thủ mình lên đơn sớm cho em nào cả nhà ơi. Mã này các chị ghi cho em nha, DA1368 và kèm số điện thoại luôn. Một màu duy nhất nha cả nhà, 1368. Sale giá là 249, ở đây cao mét 62, phòng này dài qua gối như thế này nha. Có túi hai bên cho các chị mình luôn. Và từ 40kg nè, đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Có chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ để em chịu hàng nha, ở đêm phố với nút ngọc cho mình luôn. 1368 chị Thúy Chương em lên đơn hàng cho chị nè, 249.000 đồng form. Các chị thấy đó, cái form nó lên rất là chuẩn, nó rất là chuẩn cho các chị mình luôn á, nó như là đo may riêng cho mình á, như các chị đi ra ngoài tiệm ra cho người ta đo may số đo riêng cho mình các chị để mà may đầm cho mình vậy. Nhưng mà các chị ơi, nhớ là phải để là thông tin chính xác cho em nhá, chiều cao là cân nặng nè, số đo bao vòng để mấy bạn tư vấn size cho mình. Đầm này mặc lên form rất đẹp luôn nha cả nhà ơi. 1368 nè. 1368 chốt luôn cho mình là 249 nha. 249.000 đồng mẫu đầm này. Ưng mẫu này các chị lên đơn 1368 kèm số điện thoại, form rất đẹp. Đầm này che bụng rất là tốt. Những cái đầm sơ mi như vậy nè các chị tiện lắm, các chị mặc được nhiều dịp khác nhau lắm cả nhà ơi. Mặc đi làm, mặc đi tiệc, mặc đi chơi, đi đâu mặc cũng được hết trơn á. Rồi có 249 thôi nha cả nhà. Nay shop đang sale rẻ cho mình nè. Rồi chị nào mình lấy đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha, để em trừ hàng trừ size luôn. Một ba sáu tám và kèm số điện thoại. Rồi nhanh nha cả nhà ơi, 1368 chị Diệu Hàm lên đơn nha. Chị Nguyễn Thị xin có sai chị ơi. 1368 còn chị nào chưa đặt lên đơn, giá em sale là 249. 4 size để cho mình lựa chọn luôn, MLXL với lại 2X. Các chị trong tầm từ 40kg đến 65kg vừa, form chuẩn nè. Túi hai bên cho các chị mình luôn, vải mềm chất mát nha cả nhà nha. 249k mẫu đầm này. Ưng mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng cho em nào, ngay bây giờ để em chọn hàng chưa sai. Mã mình cứ ghi cho em nha, 1368 và kèm số điện thoại cho em luôn. 1368 và kèm số điện thoại, chốt sale luôn trên line này cho mình với giá chỉ có là, chỉ còn có giá là 249.000 đồng. 249.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. Rồi nhanh nào cả nhà, còn chị nào chưa đặt mình lên đơn liền luôn giùm em nha. Chia sẻ like giúp em luôn.
Chia sẻ like giúp em luôn nha, trên tường nè, và chia sẻ vào các hội nhóm giùm em luôn nha cả nhà ơi. Chị nào mình ưng mẫu nào thì cứ đặt sớm giùm em ngay lúc này nha cả nhà. Nhanh nào cả nhà ơi, chuẩn bị em qua mẫu khác nha. Mã này các chị ghi cho em 1368. Chị Kim Hà ok 1368 chốt cho chị luôn. Hôm nay đơn chị nào mà gộp đơn từ 600 ngàn trở lên là sẽ được miễn ship toàn quốc luôn nha. Rồi có chị nào mình lấy mẫu này thì cứ đặt hàng cho em nào, 1368 và kèm số điện thoại. Ngày hôm nay sale là 249.000 đồng. Rồi em qua thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo nữa nha. Đợi em vài giây nha cả nhà. Chị nào mình lấy mẫu nào thì cứ lên đơn cho em luôn ngay bây giờ để em chịu hàng. Mẫu tiếp theo, mẫu tiếp theo top lên cho các chị ở đây là, rồi sale luôn một mẫu đầm ren nha cả nhà ơi, xịn sò luôn. Đợt này shop sale quá rẻ luôn cả nhà, em chưa thấy cái đợt nào mà sale rẻ như cái đợt này luôn á. Rồi chờ em xíu nha, lên cho mình mẫu này, mẫu 348, chất là bao đẹp luôn á. Đây một cái mẫu đầm ren kim sa mà cả nhà thử nghĩ coi, bây giờ mà ren kim sa các chị mua bên ngoài một cái đầm kim sa 500-600 ngàn là chuyện bình thường các chị, thiệt luôn á, 500-600 ngàn đồng bình thường à một cái đầm. Nhiều khi á những nơi bán giá cao hơn nữa. Hôm nay trong cái like này em chốt cho mình là các chị ơi, mình nghe giá nha, có 179 thôi, có 179 ngàn thôi á là các chị chốt được em đầm này rồi á. DA1378 và kèm số điện thoại cho em luôn nha. Ngay bây giờ để em chịu hàng luôn cả nhà ơi. Cái vải này nè nó sẽ có co giãn nha cả nhà. Cái vải này nó sẽ có co giãn nên là khi các chị mặc nó cũng rất là thoải mái luôn nha. Ai lấy mẫu này thì các chị cứ đặt hàng cho em luôn. Ngay bây giờ để em chịu hàng luôn. Mã mình ghi cho em là 1348 và kèm số điện thoại nè. 1348 và kèm số điện thoại, ngày hôm nay shop sale nha. Đây này em đang mặc xem mờ độ co giãn này cả nhà mình không? Co giãn rất là nhiều nha. Đầm này là nếu mà 2X là L84 đến L86 luôn á. 2X là L84 đến L86 mình mặc vẫn vừa cho em đối với mẫu này nha. Rồi chị nào lấy đặt hàng sớm giùm em, mã mình ghi là 1348 và kèm số điện thoại nè. Em sale là 179k mẫu này. 179k mẫu đầm này nha cả nhà. Chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt hàng sớm giùm em. DA1348 và kèm số điện thoại 179 thôi. Chất mềm, mặt mát và dễ chịu thoải mái cho mình luôn nha. Màu trong màu đỏ này là đỏ đậm nha. Kim sa đỏ đậm. Các chị da trắng, các chị da ngăm đều mặc được. Các chị trẻ tuổi, các cô trung tuổi đều có thể mặc được đối với em đầm này. 1348 xả hàng luôn. 179.000 mẫu này. 179.000 đồng mẫu đầm này nha cả nhà. Chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt hàng sớm giùm em. Ngay bây giờ để em chừa hàng nè. Phong ovary lưỡi cá cực kỳ là sang luôn nha cả nhà ha. Phối với vật dàn nút ngọc phía trước xịn sò cho các chị mình luôn. 1348 và kèm số điện thoại cho em nha. 1348 và kèm số điện thoại. Em chốt đơn liền trên like cho các chị, giá là 179.000 đồng. Quá rẻ luôn cả nhà. Rồi chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay nè, chốt ngay bây giờ cho em nha. DA1348 nè, và kèm số điện thoại chịu hàng sale với giá là 179k. Còn chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ nè. 1348 kèm số điện thoại 179 nha. Ai nhanh là còn, ai chậm là mất hàng nè. Tranh thủ lên đơn sớm giùm em ngay bây giờ em chịu hàng nha. 1348 nè cả nhà, quá đẹp luôn các chị ơi, xuất sắc ha. 179k thôi. Còn chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay nào cả nhà, chuẩn bị em qua thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo. Ai ưng mẫu nào thì cứ lên đơn sớm ngay bây giờ cho em nha, để em chịu hàng. 1348 chốt giá là 179 nha cả nhà, sale nhanh luôn ngày hôm nay ạ. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm một mẫu đầm tiếp theo. Mình nhớ chia sẻ like dùm em luôn nha, trên tường nè, và chia sẻ vào các hội nhóm dùm em. Các chị ơi nhớ mình để lại thông tin chiều cao cân nặng, số đo 3 vòng, quan trọng nhất là cho em cái số đo vòng eo nha cả nhà. Cho em cái số đo vòng eo nha, để mà mấy bạn sẽ tư vấn size chính xác cho các chị mình đó cả nhà. Dù gì thì số đo nó vẫn chính xác hơn là số ký, đúng không ạ? Nên là mình đo, mình ở nhà mình sắm sẵn có một cái thước dây để mình đo eo giúp em. Eo là mình cứ giống ngang cùi chỏ tay nè, cùi chỏ tay đây đúng không? Mình để xuống đây thì cái eo mình ở đây nè, mình đo giúp em. Rồi đầm cổ độ treo sau lưng em hả chị? Cổ độ treo sau lưng em không có cổ độ, đằng sau em không có cổ độ chị ơi. Cái mẫu đầm này là nó là đây, cái cổ của nó như thế này nè, tại vì em móc mấy cái lên nó bị trùng xuống nên mình tưởng cổ độ á.
Đây hai cái này 99k chị nhá. 1269 màu vàng, 1270 màu xanh. 1269 màu vàng, 1270 màu xanh. 99.000 luôn á. Có 99.000 một này thôi. Chị nào lấy cứ lên đơn liền nào, sale quá rẻ rồi, 99.000. Vải lụa mango nha cả nhà, Phương rút cho mình nè. 99.000 thôi. Ai lấy mẫu này các chị cứ đặt cho em. 99k mẫu này thôi nha. Rồi em đang mặc đây, 1329 là sale luôn 129.000 đồng mẫu đầm này nha. 1329 và kèm số điện thoại liền cho em là các chị ơi. Em có 4 size M, L, XL với lại 2X. Rồi các chị trong tầm từ 40kg đến 65kg là vừa. Chị nào mình thích mẫu này các chị đặt hàng sớm giúp em nè. Ngay bây giờ em chuyển hàng nha. Mã này mình ghi cho em 1329. 1329 đầm này có túi hai bên. Đó, vải lụa mango mặt mát có co giãn. Ở đây em phối với ba cái nút ngọc viền đá xung quanh. Cái này em sale cho mình luôn 129.000 đồng thôi nha cả nhà. Cái này em sale lỗ rồi. Chị nào ưng đặt hàng cho em luôn 1329 và kèm số điện thoại. 129k giá áp dụng ngay trong cái line này thôi, không áp dụng bên ngoài nha. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt cho em nào 1329 và kèm số điện thoại luôn. Đảo đô sau lưng em hả chị, rồi đợi em xíu nha. Rồi xanh đây chị ơi, xanh này là 1270 99k. 1270 99k, chỉ còn 2X thôi nha. Chỉ còn 2X thôi chứ không còn size nào khác đâu cả nhà. Nên là em chi anh luôn với giá 99k như thế này, sao không lợi, sao lỗ luôn á. Rồi bây giờ nha, à xanh này hả chị, xanh này đúng không, xanh này lời em xíu nha, tí nữa mặc sau cho mình nha. Để mặc màu đỏ trước nha. Rồi đầm 1329 chốt xả hàng 129k. 129k nha cả nhà ơi, chị nào ưng đặt liền luôn dùm em 1211 hả chị. Để em kiểm tra hệ thống còn không nha. 1211 rồi, hết hàng chị ơi. Hết hàng rồi chị Nguyễn Thị. Rồi đầm em đang mặc, chị nào lấy đặt liền. Mã này là 1329 chốt luôn 129k mẫu này. 129k mẫu đầm này, còn chị nào mình lấy nhanh tay nè cả nhà. Lên đơn ngay lúc này chị em nha cả nhà, để em trừ hàng trừ sai. Mã là 1329. 1329 kèm số điện thoại 129k. Đầm em đang mặc trên người. Chị Tạ Thúy 1329 ok chị luôn. Giá này xả hàng quá rẻ các chị ơi, 129k mẫu này. 129k, ai nhanh là còn, ai chậm là mất hàng nha cả nhà ơi. Cái này em không còn nhiều đâu ạ. À. Cố gắng lên đơn sớm nha cả nhà. 1329 chị Hương Hương chốt sale 129k nè. Hôm nay là shop chủ yếu xả lỗ thôi chị Hương Hương ơi, nhớ chia sẻ like dùm em nha. Rồi mẫu đầm em đang mặc, chị nào lấy nhanh tay nè, giá sale có 129 thôi. Eo 85 vừa size 2X đó chị Hồ Ngọc Thanh, chị mặc vừa đẹp luôn á chị nha. Đây đầm này 99k nè, eo 84, 85, 86 mặc vẫn vừa size 2X nha, giá 99k mẫu này nha cả nhà. Màu vàng 1269, màu xanh 1270 á. Rồi đầm em đang mặc là 1329 chốt sale là 129k. 1329 sale giá 129k mẫu đầm này. Chị nào mình ưng mẫu này lên đơn hàng cho em nào, ngay bây giờ em chịu hàng. Mã là DA1329 nha cả nhà. Lên đơn hàng sớm luôn ngay bây giờ để em chịu hàng luôn. Rồi xong chưa các chị, chuẩn bị qua mẫu khác nè. Chuẩn bị mình xanh qua thêm cho mình một cái mẫu đầm khác nè cả nhà. Giá siêu rẻ ngày hôm nay nha các chị ơi. Có cố gắng là mình gộp đơn. Gộp đơn nha, đơn 600 là sẽ được miễn ship toàn quốc. Rồi bây giờ em sẽ lên đầm đạo đô nha. Và em vài giây nha cả nhà. Chuyển thêm cho mình một cái mẫu đầm đạo đô. Ai thích mẫu nào các chị lên đơn cho em luôn nha. Giá là chỉ có hiệu lực trên like. Bây giờ bà tắt like rồi là ngừng xe rồi nha cả nhà. Tắt like đã ngừng xe rồi. Các chị đặt trễ quá không được chốt giá này nữa. Rồi bây giờ nè, đầm em đang mặc đầm. Mã này là 1347 nha. 1347 bây giờ là em còn có là... Rồi các chị ơi, cái mẫu đầm này nha, sốc thiệt sự luôn á. Thiệt sự luôn á cả nhà. Bây giờ nè, các chị chia sẻ like dùm em đi. Các chị chia sẻ đi, không chia sẻ em không chốt đâu. Nãy giờ em thấy nhiều chị chưa có chia sẻ like cho em đâu, tội nghiệp em. Em sao lỗ rồi cả nhà. Em sao lỗ rồi. Bây giờ nè, bù lại giúp em bằng lượt chia sẻ đi ạ. À. Giá này sẽ làm không làm cho các chị thất vọng. Đầm em đang mặc 1347. Em chốt hôm nay 99k mẫu này. Quá rẻ luôn á nha cả nhà ơi. 99k mẫu đầm này. Chị nào mà mình có chia sẻ là em sẽ lên đơn cho chị đó nha. Rồi không chia sẻ không chốt đâu, lỗ lắm cả nhà ơi. 99k rẻ hơn cả cái giá sản xuất của em rồi. Bây giờ nè các chị, nguyên cái mẫu đầm này 99k không được tiền vải nữa. Ở đây còn phối nút cho mình nè, may lên thành phẩm cho mình nè, có 99k.
Đúng hai size cuối cùng, size M với size L. Đúng hai size cuối cùng nha cả nhà, size M với size L. Chị nào ưng mình đặt luôn cho em nào. Mã này mình ghi là 1347 và kèm số điện thoại cho em luôn. Size M đây để em xem vai eo của nó là như eo tầm 72, 73 trở xuống á. Size L thì eo tầm khoảng là 75, 75, 76 trở xuống mặc vừa. 99k mẫu này thôi nha cả nhà ơi. Chị nào lấy đặt hàng sớm đi cả nhà ơi, 99k eo 84 hết rồi chị ơi. Cái này mà nó còn đủ sao là em sẽ không dám bán giá này đâu. Hôm nay riêng trên line này em chỉ ăn là 99k, còn đúng hai size cuối nha cả nhà. Rồi chị nào lấy đặt liền với sao dây khóa kéo là trời, cái form lần nó đẹp dễ dễ sợ luôn mà có 99k quá lỗ luôn cả nhà. Rồi chia sẻ và đặt ngay lúc này cho em nha. 99k mã là 1347. Mã là 1347 nè. Rồi chị Trâm Phạm 1347 chốt. Chị Tạ Thúy 1347 chốt 99k nè. Đó, chị nào có cái huy hiệu người chia sẻ rồi là em sẽ chốt đơn luôn cho chị đó nha cả nhà ơi. Trời ơi, đầm đẹp xịu mà giá là phải nói sập sàn luôn. 1347 và kèm xếp hạ 99k. Ai nhanh là còn, ai chậm là hết nha. Rồi các chị ơi, lưu giúp em mẫu đầm này em giới hạn lại cho mình đúng 1 phút nữa nha. 1 phút nữa để mình chốt được cái giá này là 99k, còn lại em ngưng nha. Chị nào đặt trễ là không nhận đơn nữa nha. Chị Ngoan Chu ơi, 1347 này nhớ chia sẻ like giúp em nha. Trong vòng 1 phút này các chị lên đơn luôn, em chốt với giá 99k, còn lại là chị nào đặt trễ sau 1 phút này là em không nhận đơn giá 99 nữa nha. Có chị nào mình thích mẫu này đặt luôn đi cả nhà, tốc độ lên nào cả nhà ơi. Size M eo 72, chắc tầm khoảng eo 72 74. Chị nào thích mặc ôm ôm thì eo 74 mặc size M cũng được, còn không mình chuyển sang size L. Size L thì nó tầm khoảng là eo 75, eo 75 đến 76 trở xuống, rồi em chốt là 99k luôn nha. Xỉu luôn cái giờ ơi, nó rẻ quá rẻ luôn á. 1347 nè, và kèm số điện thoại cho em. Màu này là tông màu đỏ đô nha cả nhà ơi. Chốt luôn có 99k thôi. 99k mẫu đầm này, ai lấy mình nhanh tay 1347 và kèm số điện thoại. Rồi chuẩn bị ngưng nhận đơn giá 99 nha. Giờ em chuẩn bị qua mẫu khác rồi, còn chị nào chưa đặt nữa không nè, lên đơn liền cho em là chuẩn bị em ngưng nhận đơn giá này nha. 1347 99k siêu rẻ đúng không cả nhà. Quá phải nói luôn, hôm nay chị nào may mắn theo dõi cái like này mình chốt được cái đầm này giá sốc luôn. Rồi giờ em qua mẫu khác nha, em qua mẫu khác cho các chị mình nha. Có chị nào mình thích mẫu nào các chị cứ lên đơn luôn ngay bây giờ để em chừa hàng nè. Nhớ chia sẻ like dùm em nha cả nhà ơi. Rồi và mình đặt hàng ngay trong cái like này để được áp dụng giá sale nha. Còn lại là ngưng á các chị ơi. Tại vì dù chị mình hay à, em thấy nha, có mấy cái đợt mà em xem trên like này xong rồi em thấy hồi sau ngày mai ngày mốt cái các chị hỏi em ơi mấy bữa trước chị thấy á, em like á cái giá đó có 99k đó, mà sao giờ chị thấy tăng giá mất tiêu rồi, còn sale giá đó nữa không em? Đâu còn đâu cả nhà ơi, cái giá nó chỉ có hiệu lực ở trên live thôi à. Rồi bây giờ nha, em lên cho mình một cái đầm nữa là đầm cổ vét 1339 nè. 1339 để em kiểm tra thử coi nó còn cái gì nha. 1339 nó còn cho mình là hai size. 1339 còn hai size đó, size M với size L luôn nha cả nhà ơi. Rồi chốt xả hàng luôn. Trời ơi các chị ơi, 139k mẫu này nè, tin nổi hay không? Xịt luôn nha. Em nói thiệt luôn, cái mẫu này các chị mua về các chị sẽ thấy giống như mình trúng số đợt đắt vậy á. 139k nhận được cái đầm bao xịn luôn, vải này mặc rất là mát. Ở đây em phối nút cho mình nữa nha, và có túi hai bên. Mình ghi cho em mã này là 1339 và kèm số điện thoại cho em nè. 1339 và kèm số điện thoại, nhanh tay nha cả nhà ơi. Chốt có 139k thôi. 139k mẫu đầm này nha cả nhà ơi, em bao cho mình là hàng chất lượng luôn á. Ơn mẫu này thì các chị cứ đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ. 1339 và kèm số điện thoại với giá là 139k, hai size cuối cùng. Đó là size hai size cuối cùng, đó là size size M với size L nha cả nhà ơi. Size M với size L nha, chị nào mình thích mẫu này cứ đặt hàng sớm giùm em, ngay lúc này em chịu hàng luôn. Rồi chị Hồ Ngọc Thanh 1270 chị có mua được không em? Cái này mình nhớ chia sẻ like giúp em đi chị, để em chốt 99k cho mình chị nha. Rồi bây giờ ai lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em chịu hàng nha. Buổi chiều hả chị, em không biết là cái đơn hàng nó đã gửi hàng chưa nữa. Mình để lại thêm số điện thoại giúp em luôn chị in hàng nha, để cái tin nhắn của mình được ưu tiên trả lời trước, rồi có gì mấy bạn kiểm tra mấy bạn báo lại cho mình nha. Rồi đầm em đang mặc đây, các chị ghi cho em là DA1339 nè. Em sale luôn cho mình nè. Em sale cho mình 139k, em xả nhanh nha. 139k mẫu đầm này nè. Có chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em nè.
139k thôi, quá rẻ luôn. 139 ngàn đồng mẫu đầm này nha cả nhà. Còn chị nào mình lấy nhanh tay nào, xả nhanh. 139, 1339, 1339 sale 139k. Chị Trâm Phạm 1339 chốt nè. Phải đẹp lắm, thiệt luôn. Cái mẫu đầm này em nói thiệt, các chị cứ nghe em mua mẫu này đi, chắc chắn là không làm cho các chị thất vọng. Các chị thử nghĩ coi, đầm xịn như vậy, túi hai bên phối nút ngọc như vậy, có 139k kiếm ở đâu ra đây cả nhà. Chỉ có do là hôm nay là hàng em còn lẻ sai á, nên là em xả hàng cho mình như thế này thôi. Rồi chị nào lấy đặt hàng sớm giùm em trừ hàng nha. Rồi ok chị, ok chị Yến Hoàng nha. Ok chị Yến Hoàng, tí nữa có gì bên em kiểm tra xem rồi báo lại cho mình ạ. 1339 chị Ngoan Chu nè, chị Hồ Ngọc Thanh số điện thoại là ok chị nè. Rồi các chị ơi, 1339 ai chưa đặt lên đơn liền cho em là 139k xả nhanh. Xả nhanh giá sốc cho các chị mình luôn nha. Chưa đặt mình đặt liền luôn đi cả nhà ơi, giá quá rẻ rồi, 139k nha, vải bao mát lạnh luôn, thoải mái và dễ chịu cho mình, 139 nha. Rồi các chị ơi, like này em lưu lại nha, chị nào và trẻ xem lại like để đặt thêm đi cả nhà, đặt thêm đi. Đợt này sale rẻ quá, mình tội chi mình đặt cái đúng không cả nhà. Lỡ mất công giao rồi thì mình gom luôn mấy đơn, mấy mẫu mình đặt rồi em giao một lượt luôn. Vừa là khi mà mình gộp đơn 600 sẽ còn được miễn ship toàn quốc nữa. Đó. Rồi các chị ơi, bây giờ mình em lưu bài này lại, các chị có thời gian mình xem lại nha. Hoặc không thì mình chịu khó ngày mai mình đón tiếp tục, đón theo dõi like, ngày mai sẽ tiếp tục sale cho mình ở cả nhà. Đợt này shop đang xả hàng để dọn kho cho nó sạch hàng, những cái mẫu đầm còn ít á. Nên là các chị tranh thủ nhớ là đón theo dõi của em và bấm thông báo phát trực tiếp nha. Bấm thông báo phát live trực tiếp để khi nào live stream là Facebook báo cho mình để mình vào mình xem luôn nha. Và bây giờ thì chúc cả nhà mình ngủ ngon nha. Bye bye cả nhà mình ha.